Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút, một nhóm 5 cô gái đang đứng đón taxi trên đường Nguyễn Văn Cừ thì bị một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ hất ca axit vào. Hai người bị bỏng nặng, hoảng loạn bỏ chạy vào đại lý bán vé số gần đó nhưng tiếp tục bị đuổi theo. Lúc này, chủ đại lý là bà Tăng Thúy Hà và hai cháu bé đứng ngay cạnh cũng bị dính axit. 8 người bị nạn được nhanh chóng đưa đi bệnh viện, trong đó 3 cô gái bị nặng được chuyển ngay lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Người dân đã phối hợp với công an đã bắt giữ được nam thanh niên tạt axit sau khi truy đuổi qua nhiều ngã đường. Tại trụ sở công an phường 2 quận 5, nghi phạm khai tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1983, quê ở Bến Tre. Bước đầu, đối tượng Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng do nợ nần nên mới ra tay.